Em đi trên cỏ non mọc ôm đồi bờ thềm xưa, em che nghiêng nón lá trên rục rè. Ây da, nắng quá. Qua nhịp cầu tre, quê hương em ở ngoài thành, xóm nhà tranh. Em đi qua mấy sông, vượt mấy đèo, dẫu trèo lên đỉnh cao, mấy núi cũng lặn lội về thăm. Thăm ai? Ê, bà đó, bà quẩn lắm hay gì đi như đây tôi làm chi vậy? Quẩn gì, ra gặp bà chút xíu nè, lên đây ngồi nói chuyện nha. Kéo lên đây. Ủa sao khỏi? Hả? Nói chơi á, tôi không thích kéo ông xuống. Vậy ngồi xuống cái nói chuyện này hấp dẫn lắm. Trời ơi, hấp dẫn gì? Ây da, có trời. Vậy vậy vậy. Không phải. Ui da, dạo này nặng quá, ngồi ở đâu nó cũng tuột chứ trượt hết á. Tôi thấy dạo nào bà cũng nặng, có dạo nào bà nhẹ đâu. Bây giờ nặng hơn. Mới nhúng nước á nó nặng hơn, hiểu không? Chứ phơi khô nó nhẹ bớt. Lên đây ngồi cho nó khô đi, cho nó nhẹ bớt. Mà nói nghe nè, ngồi xích xích ra đi. Trời đất ơi, giữa trưa hè vậy nè, cái tự nhiên cái ngồi sáp gần người ta mà đồng không mong quạnh, có hai người, một nam một nữ, trai đơn gái chiếc, rồi hàng xóm láng giềng người ta dòm vô, ta dị nghị, ta nói tôi có trai. Thấy không? Ta đánh giá cái mức độ đàng hoàng của tôi. Nhớ thì cũng đâu có cần thiết là phải nhớ dữ dằn như vậy, phải tìm tôi mọi lúc mọi nơi. Mày mốt quạ cái hình tôi để nhà đi. Tình lại đi mập. Trời ơi, nghĩ sao cái thân vậy, cái thân bà vậy nè. Xin lỗi bà nghe. Gì? Đây là số 1 hoàn chỉnh, không có cần cái số 0 này đâu. Trời. Tôi phải cần cái số 0 nào cho nó cân đối một chút ha. Ủa mà túm lại ra đây làm gì, kiếm chuyện quánh lộn không? Tôi quăng ông xuống đây tôi thủ tiêu luôn bây giờ, có giận mặt với tôi không? Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Vậy? Bây giờ tôi và bà gặp nhau cãi hoài mệt quá. Bây giờ nói lẹ lên. Bây giờ vô vấn đề chính nè. Đó. Cốt ý tôi đi kiếm bà. Ngủ bà, tôi với bà làm ăn. Làm ăn? Buôn bán. Buôn lậu. Không, buôn lậu cho bị bắt hả? Thì chứ gì nữa, buôn lậu mới ra giữa đồng nói nè. Rồi còn giáo giác nhìn tới nhìn lui nữa. Không phải. Có cái gì bí ẩn lắm đúng không? Không phải buôn. Chứ cái gì? Làm ăn. Làm ăn hả? Làm ăn nhưng mà phải bỏ vốn. Vốn tự có hả? Chứ giờ tôi nghèo tôi không có vốn gì hết trơn á, thiệt luôn á. Bà mua vốn tự có ai mua? Thì bởi. Mà ông cũng có vốn tự có, ông ai mua? Thì bởi vậy. Hai cái số phận của hai đứa mình nó như vậy rồi. Vậy thì bây giờ mình phải cố gắng mình làm ăn. Mình làm ăn cái gì cho nó quy mô. Quy mô. Cho nó hoành tráng. Hoành tráng. Làm ăn mình mài sẽ... hả? Ăn mài tôi thấy đi khắp luôn á. Ở đâu cũng tới được hết. Đúng không? Ví dụ như là cứ cửa chùa nè, đình nè, miễu nè. Rồi mình ra khu trung tâm nè. Không mấy mình vô xóm chợ cũng được. Ê sao nãy giờ bà đâm xuồng bể hoài vậy? Bà để tôi nói cái được không? Chứ bây giờ nghèo thấy bà lấy cái gì mà làm ăn thì có ăn mài bà khỏi cần làm. Ăn mài bà chỉ cần nằm một chỗ thôi là ăn mài rồi. Nó ăn hại á. Đây nè. Làm ăn cái này mà mình phải bỏ vốn. Bỏ vốn. Phải bỏ vốn nghe, chứ không phải còn vốn mà không làm được. Nhưng mà tôi tin chắc là lời tiền tỷ. Tiền tỷ? Tiền tỷ sau này tôi với bà sẽ thành tỷ phú của cái vùng đất này. Trước khi qua đây có gặp đứa nào chơi trâu hay trẻ trâu không? Sao? Nó dụ chơi kích thích hả? Làm gì tôi thấy hình như thần kinh ông không được ổn định đúng không? Bà khủng quá. Hồi nãy giờ nói cái chuyện gì đâu mà ảo tưởng không vậy trời? Tôi nói thiệt, không ảo tưởng đâu. Cái gì mà buôn bán cái lời tiền tỷ? Trời đất ơi. Bây giờ vô thẳng vấn đề luôn nè. Tôi mệt quá. Bây giờ. Cái gì? Bây giờ nè. Tôi với bà buôn bán đá vũ trụ. Đá vũ trụ? Nghe chưa? Có một đá vũ trụ từ trên hành tinh khác nó bay dèo giống mặt trời vậy má. Không phải, cái cục đá nó bay. Cục đá nó bay anh rớt xuống trái đất của mình. Là cái này là kỷ băng hà. Đúng rồi, nó cứ dạng nó. Trời mắc tiền lắm đó. Cái này nhớ hôm bữa có coi cái gì nè, mà nó cũng nói về cái cục gạch cục đá gì rớt ở đâu trên trời xuống á, cho nó có nhiều chức năng lắm đó, mà nó rất là quyền bí nha. Rồi nói về mặt khoa học thì có thể là chữa được một số bệnh rất là nghiêm trọng bây giờ, ví dụ như là những cái bệnh gọi là nan y à. Rồi giúp đỡ về cái mặt tâm linh, là nếu như mà thí dụ như tôi với ông đi à. Sống quá gần cái cục đá đó đi, đẹp lên
Tôi có nghe mấy đứa nó nói. Đúng rồi. Chữa được mắt bà nắm bắt thông tin hay quá vậy. Đúng rồi, trời, một cái người phụ nữ hiện đại như tôi lúc nào cũng cập nhật thông tin thiệt là tốt. Vậy là bà biết rồi đó. Mấy đứa lùng lùng như ông á là kéo dài thòn lòn ra. Đúng luôn, đúng luôn. Mấy đứa mập mập như tôi là nó ốp lại. Ốm lại. Nhưng mà khó tìm lắm. Có nguồn luôn đúng không? Tôi có mối. Hay quá vậy ta. Tôi có nguồn, bây giờ chỉ cần tập trung vốn thôi. Rồi mừng liền, mừng liền. Bây giờ tôi nói nè, bây giờ bao nhiêu? Mấy trăm? Bây giờ 500 đi. Bây giờ tôi bỏ ra 500 ngàn. 500 ngàn tôi để dành nửa năm trời mới được 500 ngàn con trong con heo nhà. 500 triệu. Đâu ra cái đá, cái thiên thạch mà cái từ vũ trụ khác nó bay xuống trái đất mình mà bà làm như là đá tổ ong 500 ngàn. 500 triệu hả? Ừ. Thôi nghỉ đi. Tôi nói bán hết ruộng vườn đất đai nội ngoại tôi cũng không đủ được 500 triệu nữa. Bây giờ tôi tính vậy nè. Gì? Bây giờ bà là 200 thôi, tôi 300 cho. Nhưng mà lời chia đôi nha. Lời chia đôi? Ừ. Chia đôi luôn. Mắc công cổ phần ít luôn. Yên tâm, để tôi tính nè. Bây giờ nếu mà bà không vốn á, bà về bà bán cái vườn bưởi của bà đi. Cũng đâu có đủ. Bán luôn vườn cam. Cũng không đủ nữa. Bán luôn cái ruộng. Thiếu một chút, nhưng mà bây giờ đang trong cái mùa thu hoạch cái gương sen này, làm sao mà bứng nó lên được. Bán đi, bây giờ cái này cần gấp hơn. Ba cái quỷ này lợi nhiêu. Vậy đi, bây giờ thí dụ mà mình lời tiền tỷ, mình làm ăn buôn bán mình phải đầu tư. Ừ. Đúng không? Bán vườn bưởi, bán vườn cam, bán luôn cái ao sen luôn. Bán hết, thiếu một bán ít, hết luôn. Thiếu một ít mình đi vay mượn. Đó. Đó, cái mai mốt cái mình làm ăn được thì mình lời vài tỷ, còn không được thì mình cạp đất ăn đất ở đây mềm nè. Ê, bà nín đi. Bà chứ nín gì nha. Nữa? Bà nín ngang, bà nín ngang. Sao nó bậy không à? Làm ăn chưa có được cái gì hết mà mở miệng mắm muối nó bậy, con khung nó miếng nó lại đi. Thôi vô gì dơ. Lần đầu là chắc chắn là phải lời. Tại vì biết sao không, lần đầu nó rất là quý hiếm, chưa có ai biết về nó. Mình gọi là mình đi tiên phong á, đúng không? Mình đi tiên phong là mình phải lời. Rồi từ nào sau này đó thì nhiều người buôn bán quá, là lúc đó là nó trở thành bình thường. Hay. Thấy không? Cái này cũng chí lý á. Nhiều khi chó với mèo mà hợp tác lại thì cũng tốt. Trời ơi, tôi với bà là chỉ khắc khẩu thôi chứ hợp mạng làm ăn. Bây giờ tôi tính về ngang. Gì? Bà rành về công nghệ. Bà lo về cái phần truyền thông đi. Truyền thông đúng không? Còn tôi á là tôi liên hệ với là chủ sở hữu cái viên đá đó. Đặt hàng. Chơi. Đó, bà truyền thông bà quảng cáo đi. Ừ. Ai mà vô hỏi. Ừ. Tất nhiên là người đó phải có tiền. Và phải có nhu cầu. Phải biết chơi hàng. Đúng. Phải biết là giá trị của cái cục đá đó. Phải. Bà chém đẹp cho tôi. Vậy hả? Không, chém. Mình đừng chém đẹp, mình phải đưa người ta đi từ từ, dẫn dắt người ta vô cái thế rồi. Ôi, bắt buộc người ta phải chịu. Trời ơi, đầu óc kinh doanh cũng dữ vậy ta. Mình phải kinh doanh một cách thông minh, để người tiêu dùng bây giờ người ta thông minh lắm. Đúng, hiểu rồi, không? Đúng rồi. Chứ mình đừng có làm theo cái kiểu mà giống như ăn sổi ở thì là mình chém đẹp người ta là không được. Hay quá. Hợp lý không? Tôi với bà hợp rồi đó. Đi. Đi về quán bà chính để bàn công chuyện. Chứ bây giờ tôi với ông mà về nhà ha, người ra người vô, tiếng qua tiếng lại một hồi là mình bị sao lãng liền. Đúng rồi. Đi. Yeah. Hay quá. Yeah. Bà trưởng mạnh quá. Ây trời ơi. Trời ơi hay quá. Chính. Chính rồi, ra còn hỏi công chuyện. Cái gì? Ê. Sao? Mày đi có người hả? Trời ơi. Bộ chim thấy con đi hai người hả? Hay đông không? Sao tự nhiên nói cái nỗi da gà vậy cho nội? Không có. Tại vì cái thứ bước chân đó nó rầm như là phải không phải là một người. Hiểu không? Cái nội chứ nói giống như là tưởng tượng là con như có dông đi sau lưng vậy chứ. Ê! Biết rồi, đi tiếp đi, nó rầm rồi. Tại cái tướng mày bự quá, giống như hai người ta tưởng nè. Trời con nhỏ này bự con mà nhát nó sợ luôn à. Trời ơi, mở nó chèn đi trái tim còn có chút xíu như cái tim con gà vậy đó. Sao qua đây uống gì đây? Uống ủng hộ tôi gì đây? Tôi làm cho. Thôi được rồi, con qua đây con gặp chính nói chuyện chút xíu thôi, con qua quán khác uống. Mày có viên chết liền á luôn cái con này. Trời ơi, Tư Cà mày nghĩ sao vậy? Mày vô quán người ta hỏi mày uống cái gì, mày nói ở đây bàn chuyện mày không uống mày đi qua chỗ khác uống. Thôi đi ra, tôi vậy, không có tiếp đâu. Ở đây có dao ua chai không? Có nha. Mà có dao ua bạch không? Có luôn nha. Cái loại mà đặt đá dẻo dẻo nha, chứ không phải là đặt cứng ngắc à. Trời ơi, dẻo nhẹo, tao nói nó béo mà nó ngon. Da ua bà chín mà. Rồi da ua chai là có mấy cái cục chân châu không? Chân châu rồi có mùi trái cây nữa. Okay, uống vô, okay. Nhưng mà uống mùi gì lấy nè. Lấy con một hũ da ua original, không có một cái miếng gì gọi là trái cây với lại chân châu hết. Ê, có ai nói mày có duyên không? Mày hỏi tao là da ua chai, mày hỏi tao là da ua bịch rồi mà đòi ăn da ua hủ làm gì? Tao có da ua hủ cho mày ăn. Mình buôn bán là mình phải linh động và chiều khách. Người ta thí dụ người ta hỏi chai, tôi có chai hủ, tôi không có hủ, tôi lấy cái chai tôi chế vô cái hủ.
Người ta không thích ăn chân trâu, gạt chân trâu ra. Phải chiều khách như vậy mới buôn bán được, mới mở quán được. Mở quán lớn là được. Hèn chị bán quán nhỏ không? Ở đây bán quán lớn ai ai uống? Thì đó, mày nhìn mà mọc cái cà phê đầy nhóc hết trơn đó. Chưa gì mày đâu có chịu quán uống tao. Mày qua chỗ khác mày uống đó. Người ta nói vậy thôi. Tiểu nhị cho cái ghế. Khách sạp nha. Sao khi ngồi tiểu nhị là ai? Là chính đó, chủ quán cũng chính, tiểu nhị cũng chính, mà tạp vụ cũng chính luôn. Thu ngân luôn. Cái gì vậy trời, tôi bảo vệ giữ xe luôn. Bây giờ cho cái ghế đi. Đây. Khách hứa người ta tới mà không có tiếp gì hết. Đây mà đứng ngồi. Ngồi đi. Rồi ngồi sao? Rồi ngồi ở đây cái kêu nước ra cái giới vậy hả? Trời ơi, thì kêu nước thì ta kéo cái bàn tới sao khó quá, sau lưng nè. Có cái bàn nè. Mời ngồi. Rồi nhà tôi chị. Mời ngồi. Sao chuyện gì? Nó con nhỏ này nó làm gì quan trọng bây giờ sao? Ngày hôm nay qua đây không đơn giản là chuyện uống nước. Nước ở đâu cũng có, đâu phải có mình chính có nước đúng không? Ừ. Qua đây là để bàn chuyện đại sự, bàn chuyện làm ăn. Một phi vụ hoành tráng lệ. Phi vụ hoành tráng lệ? Phải. Vụ gì mà hoành tráng lệ? Ê cái chỗ này á, trời ơi dân ta nghèo muốn chết luôn bà ơi, không có gì mà hoành tráng lệ hết trơn bà ơi. Bà nói gì cũng mà làm lố người ta hết trơn trời. Chính này, sao mà cái tư duy suốt ngày cứ phải khi dễ con cháu. Khi dễ bình thường con uống nước thiếu con biết, nhưng sau phi vụ này rồi hãy gọi con là tỷ phú đi. Không đơn giản nữa đâu. Ê hèn chi cái mặt mà tỷ phú nó lạ hơn người ta đó. Dạ đúng rồi. Tự nhiên vô đây cái mặt nó chảnh lên trời nè. Thấy không, những người giàu là người ta hay có túi tiền, mà túi tiền càng bự là càng giàu. Con muốn mướn cái chỗ này. Mướn làm gì? Tao lấy rẻ cho, mướn làm gì? Đơn giản lắm, không cần phải bài binh bố trận, bài biện bất cứ một thứ gì, không tốn một chai nước. Mà chẳng những vậy, những người tới đây, họ sẽ còn mua nước của chính uống nữa kìa. Cái này nghe hấp dẫn nghe, cái này hấp dẫn được đó, tao bán nước được rồi tao chịu à. Con muốn mướn cái quán này để con làm truyền thông. Con với ba đó đang làm một cái phi vụ, đá vũ trụ. Đá vũ trụ là trên trời. Đó, hồi sáng con cũng giống chính vậy đó. Mà nói ai bay lên trên lấy đá. Một khi mà cái cục đá này nè, ở ngoài vũ trụ nó có nhiều cục đá lắm. Rồi một cái cục đá khác, nó đụng vô nhau, rầm. Đúng rồi, nó gọi là thiên thạch. Một cái phâm, nó nổ ra nhiều cái cục nhỏ. Một cái cục nhỏ nó lạc mẹ, nó mới nhảy xuống cái trái đất của mình. Với cái một cái tốc độ ánh sáng. Mà khi mà nó gớt xuống nó kèm theo nhiều cái năng lượng lắm. Chính hiểu không? Mà cục đá đó quý lắm nha, không phải là hành tinh nào cũng có đâu. Tại vì trong một cái hệ mặt trời rất nhiều hành tinh, mà trái đất mình là một trong những hành tinh trong đó. Mà nó rớt mỗi hành tinh chỉ một vài cục thôi, mà có người tìm được có người không. Chính biết anh siêu nhân không? Superman trong phim á. Đó, phải có cái cục đá đó mới được. Mà cái cục đá bây giờ đó là rơi vô tay con như cha ba đó rồi. Cái cục kia mà nó đụng nhau, nó rớt. Đúng, đá vũ trụ. Trong tay tụi bay hả? Không, chưa, bây giờ chưa nằm trong tay. Nhưng mà trước sau gì nó cũng nằm trong tay. Nó đang là cái tài sản chung của con với ba đó. Nhưng mà biết sao không, cái này nè, nó có nhiều cái chức năng lạ lắm. Cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng. Mình có thể xoay chuyển cuộc sống của mình. Nói về hệ tâm linh thì có thể làm người chết sống dậy. Ghê vậy? Đó. Nói nhưng quá mà, ông bà. Thiệt, con nói thiệt. Thề có bóng đèn. Bóng đèn tắt là do cúp điện. Nói thiệt. Trời đất ơi cũng như không. Mà cái này á là tại vì có duyên, có số thì mới có sở hữu được. Nhưng do con với ba đó quá nghèo nên phải xin phép vũ trụ để mà sang nhượng cái cục đá đó lại cho những người có khả năng hơn, có tiền tài, có vật chất và có nhu cầu hơn. Nhưng mà bao nhiêu một cục? Bao nhiêu một cục là hỏi giá vốn hay là giá bán nè? Ủa cũng có giá này giá nọ nữa hả? Có chứ, trời ơi, giá vốn bao nhiêu, giá bán bao nhiêu, ai buôn bán mà không có lời. Con san sẻ hết lòng của con luôn. Ê mày nói là như một chuyên gia gì đó nghe. Đó, người ta nói là cho tiền chứ không ai cho nghề. Không ai nói rõ cái nghề của mình hết. Ví dụ như chính một chai nước không bao giờ chính nói giá đúng không? Nhưng con nè, chính nhìn cái thái độ của con nè. Ví dụ như bây giờ con có một cục đá đi. Con sẽ san sẻ cái cách làm sao để chúng ta có thể bán cái cục đá vũ trụ đó. Cục đá vũ trụ đó vốn của con là 500 triệu. Cái gì? Trời đất ơi, cục đá mà 500 triệu. Phải rồi. Tiền đó mà ai bỏ vô mà mua, ngu sao mua cục vậy? Xúc phạm. Chính đang xúc phạm con, xúc phạm ba đó. Bởi vì sao? Tụi con là những người trẻ, có những cái suy nghĩ mới mẻ, có những cái tư duy gọi là sáng tạo. Và vì cái chính vì cái thế đó, tụi con sẽ bán cái cục đá vũ trụ đó với cái giá rất là hời. Chỉ 2 tỷ rưỡi thôi. Trời ơi, ở đây dân mình là dân quê, dân ruộng, làm gì có giá tỷ mà mua. Bà ơi,
bà lộn nghề rồi bà ơi, bà muốn bán địa sai địa chỉ rồi. Trời ơi, nãy giờ nghe nó ngồi nó nói chuyện này, năm trên mười dưới rốt cuộc 2 tỷ mấy, điên hả, khùng hả? Ở đây dân người ta chừng là trăm hoặc là triệu chút xíu thôi, đâu mà tỷ gì con, mà điên hả? Bởi vì người ta nói á, cái tư duy cũ và cái tư duy mới nó phải gần với nhau thì có thể hiểu nhau hơn. Mời chính ngồi. Tại vì tôi đang hút theo cái câu chuyện nó đứng, tôi đứng theo luôn à. Đúng rồi. Ê mà nói làm như này bình thường mà không phải là mày nói chuyện đâu nó Tư. Sao? Cả là như có một ai nhập vô mày nó nói chuyện nó nguyên bác mà nó nói cái giọng nó lạ lắm. Đó là phong cách của chủ tịch. Có coi phim không? Biết chủ tịch không? Chủ tịch là hay ngồi giữa cái bàn như thế này nè. Ừ. Đó, mình sẽ nói cho nhân viên của mình biết đây là chủ tịch. Phong cách của chủ tịch là sao? Khi chúng ta bán 2 tỷ rưỡi thì chúng ta phải nhìn vào đối tượng khách hàng của chúng ta là ai? Là ai? Ai? Là những người có tiền, là những người tỷ phú, là những người có nhu cầu mua và không ngán trả tiền. Rõ không ạ? Chính có rõ không ạ? Ờ thì đúng rồi. Đó. Nhưng mà tao nghĩ là cái cục đó chắc đem ở thành phố chắc có nhiều người mua chứ đây không ai mua đâu. Hữu xạ tự nhiên hương, mình không cần phải đem đi đâu hết. Một vật có giá trị đem đi rất là nguy hiểm cho người, cho vật và cho tất cả mọi người xung quanh của chúng ta. Nhưng mà cái vật đó bây giờ nói thử coi cái cục đó nó có quý giá là sao đó. Mà cái giá nó giữ thần ôn vậy. Nó có khả năng cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng, từ già thành trẻ, chết đi xác lạnh ngắt 5 phút rồi không còn nhúc nhích được nữa, mặt mày tái lét cắt không ra miếng máu. Ừ. Nhưng chỉ để cục đá đó kế bên 5 phút thôi, người ta bật dậy. À hiểu rồi, bật dậy là tại con linh miêu nó nhảy qua. Sai. Ủa, bật dậy. Sai. Bật dậy kiểu đó gọi là cái từ trường của con linh miêu nó nhảy qua thì mình bật dậy thôi, nhưng 5 phút sau lại nằm xuống. Nhưng còn cái này bật dậy, đứng lên ăn cơm, đi chơi nhảy dây disco luôn. Là sống luôn hả? Sống. Trời ơi, có bà thần kỳ dữ vậy trời. Biết, bởi vì mới nói đá vũ trụ 2 tỷ mấy lận mà. Chưa đâu nha, những người mà già mà mặt chảy xệ ha, cơ mặt chảy xệ chân mài tới đây luôn nè. Ờ. Thì để cái cục đá đó trong người là tự nhiên da mặt săn lên, cơ mặt chảy lên như vậy nè. Đó là trẻ lại nha, người ta gọi là cải lão hoàn đồng. Ờ, những người mà có số phận éo le thì sẽ chuyển hóa cuộc sống của chúng ta từ xấu qua tốt. Ừ. Những người mà như con có cái cơ thể không được đẹp, ừ, dư chỗ này thiếu chỗ kia, ừ, nó sẽ hoàn thiện lại đẹp như một hoa hậu. Ê vậy sao mày không để cùng cái người mày có không, cho tao mượn tao ké không biết đi. Có nói chi, trời ơi, vấn đề là quý quá chưa có dám đem về, chính hiểu không? Đó hả? Đó. Ê, sao nói cái này giống như thần tiên, ai được cái cục này là sống hoài luôn hả? Chưa đâu, nó còn có một cái đi về cái hệ tâm linh. Tâm linh sao? Hệ tâm linh là sao? Nó có thể xe duyên kết tóc, nối lại chị Hồng. Ê, nếu vậy mày cho tao làm thử đi, có cục đá mày cho tao mượn đi. Trời ơi. Sao vậy? Sao trời nhốn vậy? Cái gì vậy? Ôi, cái cục đá 2 tỷ rưỡi người ta muốn mượn là mượn, mà mượn làm cái gì? Trời ơi, mượn đi xe duyên. Xe duyên? Ừ. Trời ơi. Như ai? Biết sao không? Ở khu vực này á, là ông hai trứng cá đó. Làng trả ra trả giàu lắm. Giàu? Bây giờ đứa đấy tao vừa mở ông cái là ông chịu tao, ông cưới tao về, tao thành đại gia. Hiểu không? Con nói đổi đời. Biết, con hiểu. Cái này là ước mơ của chính thôi. Ừ. Nhưng mà con thấy nè, theo con thấy nha, cục đá sẽ không hỗ trợ những người làm những cái chuyện sai trái đâu. Gì mà sai trái? Tại vì á, người ta chỉ xe duyên cho những người mà thích hợp với nhau, tương thích với nhau thôi. Chứ một người như cục đèn, một người như máy nước là không có được nha. Ai cục đèn, ai máy nước? Thì ông hai trứng cá, ông cao lắm là cục đèn, còn chính thì là máy nước. Còn con nãy nói gì đó. Rồi bây giờ vậy nè, mà có thực sự là linh nghiệm vậy không? Trời ơi, nếu mà không linh nghiệm thì làm sao người ta bỏ 2 tỷ mấy ra người ta mua cho bằng được. Thôi bây giờ không có nói nhiều. Nhưng mà nó nghe là con người biết chưa? Trời ơi, bây giờ bởi vì mình mới làm truyền thông, mình phải lựa đối tượng của mình là ai? Những người có tiền. Nãy giờ những thông tin con cung cấp cho chính, chính gặp người nào thì chính cho người đó biết. Nhưng mà bằng một cách khoa học là gì? Chúng ta bằng cách kể chuyện, chúng ta dẫn dắt câu chuyện, chứ không thể nào mà ê ở đây tôi có bán cục đá 2 tỷ rưỡi, không ai mua, không ai mua. Đó là nghiệp vụ sale nha, mình phải để ý. Và thứ hai nữa, chính nhớ, làm cái gì cũng sẽ được chia quê hồng. Con bán cái cục đá này 2 tỷ rưỡi. Ừ đó thì đó, bây giờ thí dụ tôi bán được nè, đó thì tôi được bao nhiêu nè? Vốn 500 triệu. Thì đó tôi biết rồi, là lời bán 2 tỷ rưỡi. Lời 2 tỷ? Trời phải. Thì công của chính làm sao ít được. Thì đó, công của chính là một cái công to tát. Bởi vì cái quán này sẽ là cái nơi truyền thông. Đúng rồi. Bán được hay không là ở chỗ này. Đó, ăn thua cái miệng mình dẻo hay không, mình nói cho người ta nghe được. Sao? Con quý chính như mẹ ruột. 10 triệu nghe. Mày nghĩ sao vậy? Tao đâu có ngu. Nói khang, tí khang, nước bọt, thí dụ bán được. Mày lời 2 tỷ trong tay mà mày cho tao có 10 triệu à. Đi về.
Nó chơi thôi con biết mà. Quý như mẹ nó chơi giá đó thôi. Con cho gấp đôi 20 triệu. Quên đi. Giờ cho tao 100 thì tao chưa chắc gì tao làm. Đừng nói 20 triệu. Thôi con đùa đó. Đó là cái cách con nói chuyện với chính. Coi thử lòng chính thương con như thế nào. Sao? Công nhận lòng mẹ bao la dữ hen. Thôi vậy vậy đi. À, cái giá đầu tiên con đưa ra là lợi nhuận sẽ chia cho chính 200 triệu. Đó, phải vậy đó. Tự cỡ đó trở lên. Nhưng mà đừng vội mừng. Sao vậy? Ví dụ ngày mai con đưa cái giá 200 triệu, nhưng mà ngày mốt mới bán được thì còn 190. Cứ mất một ngày là mất 10 triệu. Vậy hả? Nên đó. Phải bán cho lẹ. Đúng. Ồ, được rồi, được rồi. Ê, bây giờ tao nói thí dụ như tao bán được á, tao nói là giá 2,5 tỷ, 20 được không? 20 mới là tiền lời của tôi. À thì được á. Nhưng mà tùy theo cái miệng lưỡi của chính nha. Ồ. Con chỉ lấy đúng 2,5 tỷ thôi. Làm sao mà giá 2,5 tỷ được? Còn trừ tiền quý hồng của chính một chi. Thôi con quên. Nè, chúc phi vụ chúng mình thành công tốt đẹp. Chốt. Chốt. Anh Đạt trưởng thôn. Anh Đạt trưởng thôn. Trời ơi, anh Đạt ngừng lại. Anh Đạt trưởng thôn. Trời đất ơi. Ôi trời ơi. Trời đất ơi, ông ơi là ông. Bởi tao nói ông cái chân dài, ông đi sao mà lẹ dữ vậy? Cái chân tôi ngắn chạy thì ông muốn chết luôn kêu vậy đó. Tôi nghe chứ mà tôi không thích ai kêu tôi là trưởng thôn. Tuy rằng tôi là trưởng thôn nhưng mà tôi không thích. Trời ơi, không biết làm sao mà sao tôi khoái ai gọi tôi là bộ trưởng à. Trời đất ơi. Bây giờ tôi đi lại bà thử gọi bộ trưởng tôi đứng liền. Không không, mà anh nói thì em mới thấy nha. Cái tướng anh nó sang trọng lắm. Làm hơn bộ trưởng nữa. Hơn bộ trưởng nữa. Trời ơi, cái khu vực này, cái vùng này anh là số 1. Pháp tướng dữ lừa hả? Ai mà già bằng anh, cái mặt anh nó rất là phúc hậu cơ mà. Cái mặt hiện lên cái nét quyền uy của bộ trưởng đó. Nhưng mà em nói cho anh nghe. Ủa, anh làm trong cái khu vực này, anh nắm trong đầu bàn tay đúng không? Mà cái chuyện này anh không biết hả? Chuyện gì? Anh biết cái chuyện gì không? Chuyện gì? Ồ, nếu mà anh không biết thì thôi, em không nói, em đi. Ủa, tại sao kỳ vậy trời? Em tưởng anh biết thì em nói cho anh nghe. Còn anh không biết thì thôi em đi. Mà tôi biết tại sao tôi không biết không? Sao không tại biết? Vì tôi ngồi một chỗ phải báo cáo tôi biết chứ. Mà chuyện này anh không biết thiệt? Không biết. Chà, cái chuyện này không biết thì mình cần nên đi. Ê, tôi không thích vậy nha. Mà là sao? Tôi không thích ai mà gợi ra cái ý tò mò của tôi rồi mà bỏ đi là tôi ghét, ghét phải không? Tôi ghét nha. Bởi vậy, trời bởi vậy. Em biết anh tò mò cho nên em mới đứng lại em nói cho anh nghe nè. Em nói cho anh cái vụ mà bây giờ người ta đồn rần lên trơn. Mà tại sao ảnh không biết ta? Thì ra cái chuyện này nó nằm trong nội bộ mới biết thôi. Mà cái chuyện này nó bí mật. Trời đất ơi. Hèn chỉ anh không biết. Thật vậy đó hả? Chuyện nằm trong nội bộ mà chừng để bí mật. Mà em nói cho anh nghe. Mà nếu mà anh biết được rồi, anh sẽ tức. Mà tại sao anh làm lớn mà anh không biết chuyện gì hết? Để cho người khác qua mặt anh. Tức à? Đúng không? Tức thiệt à? Đó. Tôi tức mà tôi biết thằng nào qua mặt tôi là tôi xử liền đó. Bởi vì bình tĩnh nghe em nói nè. Em muốn nói với anh là cái chuyện cục đá vũ trụ. Cục đá? Hơi được rồi, cho nó qua mặt cái cục đá cái nhầm gì đâu rồi. Trời đất ơi. Anh ơi anh, đâu phải cục đá bình thường ở ngoài đường mình cầm lên là cục đá, hoặc là cục đá trong tủ lạnh đâu. Cục đá vũ trụ. Người ta gọi là thiên thạch đó hả? Người sao? Chính xác. Cục đá đó nó thần kỳ dữ lắm. Em nói nghe đâu phải là bình thường đâu. Thần kỳ chỗ nào? Thần kỳ là cái chỗ là anh biết là cục đá vũ trụ mà. Nhiều khi 1000 năm. Không, tỷ năm. Tỷ năm lại biết lâu cỡ nào rồi. Biết bao nhiêu đời. Mình chết đi sống lại biết bao nhiêu đời. Nó đang bay trên đó. Rắn một cái. Nó nổ. Nó rớt xuống đất. Đó. Ai mà vô tình lung được cục đá bỏ cho người là như một cái bí kíp. Cầu gì được đó. Ghê không? Ghê không? Cái cậu gì ví dụ? Thí dụ như là anh đang trẻ nè. Ờ. Anh cầu cái anh già liền. Cái vậy môn chi? Ê, em nói lộn. Không có. Em nói là anh mà cất trong người đó thì là anh đang già thiệt già ha. Cái anh trẻ như gái 18 hoặc là trai 18 gì đó. Ít chứ không phải vậy chứ. Rồi chưa, anh bệnh quản trong người, anh có cái cục đá trong người. Anh thế không cần uống thuốc men vậy chứ. Mà cái da mặt anh nó cắn đẹp. Thí dụ như người ta đó ha, hoa hậu đi. Anh muốn cái cô đó ha, anh chỉ vô một cái thôi là bắt đầu cổ đeo anh.
của cô mà có gia đình cô cũng bỏ gia đình, cô thiếu anh, cô về làm vợ, vợ mấy chục vợ, nghĩa là vợ bé, vợ mọn ở sau đó chứ phải là vợ chính thức nè. Vậy tôi đi kiếm cục đá đó liền á, mà giá bao nhiêu? 2,5 tỷ, 20 triệu. 2,5 tỷ, 20 triệu. Trời ơi, cục đá làm gì mua dữ à? Bởi vậy không có biết đó, anh thấy không? Em nói cái sự thần kỳ là như vậy. Cục đá thiên thạch là vũ trụ. Trời ơi, ngàn năm có một, tỷ năm có một đó. Mà anh nói vậy là anh biết có người mua rồi đó. Thôi, thằng nào mua cái đó thằng đó khùng. Nè, không có khùng đâu. Mua rồi nhưng mà chưa đưa liền, mới đặt cọc thôi, biết ai không? Ai? Dạ, hai trứng cá. Em nghe nói vậy em tức, mà cái cục đá nó có biết qua không? Không biết ở đâu mà thằng Dạ Ba đó với lại Tư Cà nó có được. Trời đất ơi, anh ơi, nó có được đó. Mà ổng nó, ổng sẽ mua cục đá đó. Nhưng mà cho ổng 2 ngày đi, ổng gộp tiền. Em mới tức, em nói trời ơi, tại sao vậy? Cha bán trước nhà, trả trứng rồng trứng cá làm sao cho có tiền cho mua. Trong khi anh Đạt là trưởng thôn này, giàu có mà để ổng mua là anh mất mặt. Nhục không? Nhục. Phải hiểu như vậy mới được đó. Vậy mới hiểu như vậy mới sống ở trong cái thôn tôi được đó. Ờ, mà thôi bây giờ mắc quá cho anh không mua thì em đi. Không, không ăn. Hả? 2 tỷ. 20 triệu. 20 triệu. Ờ, nếu cục đá mà thần kỳ như vậy mà nó có linh nghiệm như vậy thì cái gì đâu mà không mua. Ở trong thôn này nè có ai giàu hơn tôi đó. Bởi em nói cái chuyện này em phải nói với anh chứ, để mà cha ba cha 2 trứng cá mà cha lượm tay trên cho lấy cái cục đó vậy là anh mất mặt. Không dám đâu. Mặt anh dục bỏ đi luôn. Không dám thằng nào qua mặt tôi được. Đúng. Đúng thằng nào dám qua mặt tôi đó. Đó. Tôi triệt nó liền. Vậy nghe. Được rồi. Vậy em sẽ dắt anh đi coi cái cục đá vũ trụ. Nó mới đặt cọc không phải không? Mới đặt cọc. Nó hẹn đặt cọc phải không? Nó ổng đang rút tiền. Ô, vậy mà cũng bày đặt nổ. Tôi nè, trong tiền liền, không cần đặt cọc. Trồng cái rớt. Đúng. Lấy cục đá. Ôi ơi, anh Đạt là số 1. Ôi ôi, công nhận cái tiền, cái mùi tiền mới thốn gì đâu. Ê, công nhận cái việc này đúng là việc nhẹ lương cao á. Mình chỉ tốn nước bọt chút xíu rồi được 20 triệu rồi. Trời ơi. Ờ, miếng rồi. Từ từ. Ê, nói nghe nè, tiền 20 triệu mà tao đếm mà chưa có mỏi tay đâu. Cỡ này mới đó. Ê, nó nặng mà quằn xuống luôn á. Ê, nói nghe cho tao ôm cái tao lấy hên coi. Thôi, đồ nào, đồ nào mà thì tao ôm mượn tao ôm. Cái này là cái tiền hên của hai con chính có phần của chính rồi. Biết rồi, nhưng mà cái này số nhỏ cho tao ôm cái tao lấy hên. Đồ nào, cả cuộc đời tôi bao giờ chưa cầm tiền tỷ trong tay. Từ từ đi, vô vài vụ nữa đi là chính cũng có cục y chang. Nhưng mà nếu nói nghe. Ôm nghe, nhưng mà nhớ tôi 200 triệu của tôi nghe. Nghe, 200 triệu của tôi nghe. 200 triệu gì? Thì bán cái này. Tôi được 200 triệu, quý không? Tôi bà ăn mẹ hết đi trời ơi trời. Cái gì mà 200 triệu, ê, 20 triệu nữa, 200 ê, triệu nữa. Ê, bữa đó không có mấy người nghe. Con nhỏ này nó hứa với tôi rồi nghe. Nó nói là bán cái cục đá đó là 2 tỷ rưỡi. Rồi tôi nói tôi muốn kê bao nhiêu tôi kê đó, tôi kê có 20 triệu, tôi còn tình nghĩa quá mà. Thì ta mua thì cái tiền này là người của tôi. Còn cái quê hồng của tôi là bán được cái này, tôi được 200 triệu. Có cái gì phải nói trước chứ. Không phải, để con nói. Để cái này á, chính đừng có nói vậy anh hiểu lầm. Cái này á là mình muốn thúc đẩy. Mình muốn thúc đẩy để mình bán cho nó nhanh, thấy không? Thúc đẩy tiến độ á. Để bởi vì mình phải trao cái giải thưởng nó cao một tí. Ví dụ như là ngày đầu tiên mà bán được thì là 200 triệu. Ngày thứ hai là 190, hiểu không? Nhưng mà ai về bán được liền trong cái ngày đầu tiên. Nhưng luôn mà tôi nói cho mấy người nghe, mấy người có chữ tham trên mặt. Biết sao không? Mấy người vốn có 500 triệu mà bán lời 2 tỷ. Thì làm đưa tôi có 200 triệu là mấy người còn bao nhiêu? Hả? Sao mà cái chuyện gì cũng nói hết trơn người biết hết trơn người là nguyên một bộ sậu phải nói ra chứ. Lòng ruột phèo phổi gì bả biết hết rồi. Tại tính tôi thiệt tình lắm. Với lại mình muốn thúc đẩy cho nó nhanh cái thúc đẩy hoài. Ê, quên cái vụ này đi. Nhớ nghe. Ôi trời ơi, dập tiền. Trời ơi, cái mùi tiền nó bốc lên liền luôn. Tiền mà nó dập kìa, nó làm quá. Ôi dỗ một cái mùi tiền nó bốc lên luôn. Bây giờ nè, con nói chính nghe nè. Bây giờ lỡ là chính biết hết rồi, biết không? Biết hết tất tần tật rồi. Biết rồi. Thì bây giờ là coi như ba người mình là một nha. Đúng rồi. Không bao giờ nói cho một người thứ tư nào biết nha. Không bao giờ nói. Trời ơi, sang qua đây gần mà sao? Công chuyện làm ăn từ từ đi, một hai vụ nữa chính cũng có cọc y chang vậy á. Nói nghe. Sao? Mà công nhận á nghe, ông Đạt này ông giàu ghê luôn. Giàu. Ông Đạt tưởng thua mình giàu mà sĩ diện nữa. Trời ơi, sao mình sao? Chỉ cần mình biết cái tâm lý của ổng, mình nói cấy ổng một cái là ổng chịu liền. Không,
cái này phải khen chính đó, cái này phải khen chính. Đúng rồi, đúng. Biết ngay cái tẩy của ổng, biết cái điểm yếu của ổng, sĩ diện với lại thích chơi đồ lạ đồ độc, với lại không có muốn ai hơn mình. Đúng rồi, tôi chỉ nói vậy nè. Trời ơi, anh không biết hả, ở shop này ai cũng biết hết. Ông hai chú gá, ông nghe đây, ông đặt cọc liền. Ông nói trời ơi, nó còn đặt cọc, còn tôi đặt một cái cọp lấy tiền mặt đưa liền. Trời ơi, bởi vậy ông hỏi con nè, ông hỏi bây giờ số tiền nhiều quá, mày có số tài khoản không để tao bắn qua cho. Nó không, con tự con dân làm gì có số tài khoản, nó gì theo tao ra ngân hàng tao rút, tao rút ra ngân hàng rút ghét. Trời ơi, thấy tiền mà nó con mắt nó muốn lé luôn á. Ê, mà biết không, ông này nè, ông giàu là lý do hồi xưa đó, ông mà ông gì mà công tử Bạc Liêu, ông công tử Bạc Liêu đó là ông nội của ông. Trời ơi, mà ông này là bà con dòng họ gì đó, dòng họ bên đó đó. À, coi như là giàu từ mấy đời luôn á hả? Chú sao mà nói vậy nè, chơi ngông lắm nghe. Hồi xưa công tử Bạc Liêu chơi ngông sao? Đốt tiền nấu trứng. Đó, còn bây giờ ông đạt đứng thôn mình à, là lấy tiền á, thui nguyên cái tổ kiến tại vì dám cắn người yêu ổng. Trời ơi, chơi nổi luôn bà. Cái gì vậy? Bộ trưởng tới. Trời ơi. Ê, ngồi, mời khách ngồi. Dạ, mời anh ngồi. Mời anh ngồi. Mời anh ngồi. Trời ơi. Thôi đừng giận. Trời ơi, cái mặt đi. Uống cà phê nghe. Là cà phê uống nghe. Thích thú dữ lắm nè. Mà Phan cái gì mà đập cái bộp hết hồn vậy nè. 2 tỷ 500 triệu. 20 triệu. 2 tỷ 520 triệu. Trời ơi, trời, 2 tỷ. 2 tỷ mấy mà chú cầm chú đập đi sao được. Tiêu rồi, không biết có chày xước miếng nào không. Nhiều khi nó dập cục đá không chừng. Cái vật này quý hiếm mà. Chưa biết chơi đá quý á, cho nên là chưa biết á. Thôi chưa biết cách, phải cẩn thận chú. Cẩn thận nha, cái này đừng có để chạy. Mà càng ngày nó càng bóng nghe. Nè, chà vô nghe mùi thơm. Nó nghe mùi thơm luôn á. Còn quý hơn trầm nữa ha. Trời ơi. Sao vậy ra sao? Rồi sao? Từ hồi có cái cục đá gì thấy trong người. Ô nó trẻ ra bay. Thấy không? Da nó căng, trời ơi nó trẻ hơn mọi bữa. Thằng bạn tôi nó nói mà, nó nói là cái cục đá này là trị bá bệnh luôn. Ôi trời ơi, mặt tươi tỉnh. Bệnh ung thư cũng hết luôn. Hay đúng rồi. Hôm mà một cái đặc biệt nữa là trẻ mãi không già luôn. Thì nè thấy trẻ luôn. Ai mà đứng gần cục đá này mà lâu á hen là tất nhiên là cái con người, ví dụ như chú bộ trưởng đi. Chú bộ trưởng mà ở gần cục đá này hoài là không già nữa. Dạ. Đó y chang vậy luôn, là chết tới chết y cũng y vậy luôn, không già luôn. Trời ơi. Chưa đâu. Vậy hả? Dạ. Nói đi mày, nói đi. Dạ chưa. Hôm bữa cái này nè, cái cục đá này công dụng ghê lắm. Cái người mà người ta đang bệnh sắp chết đó, người ta gần đi rồi, nhớ không? Đó, đưa vô xe cấp cứu một cái là hết liền, sống luôn. Còn gì nữa không? Trời ơi, nó hay một cái, nó hay một cái là để lên xe cấp cứu không? Tưởng là bệnh á, chạy vô tới bệnh viện. Đưa vô bác sĩ khám. Ủa có bệnh gì đâu, mấy người chở lại đây. Đúng rồi. Hết bệnh trên đường đi luôn. Trời đất ơi, thần kỳ thấy sợ luôn. Vậy đồ quý hiếm cất vô. Phải rồi, vì vậy á mà 2 tỷ 520 triệu là đúng rồi. Dạ, đồ quý hiếm mà. Đâu quý thiệt là quý luôn. Đó, chị ta sẽ đâu có nói gì nói cho tôi làm chứng cái điều quý đó. Dạ. Mới đây nè. Chú biết chơi đồ. Mới đây sao? Mới đây nè, chó nhà tôi á, nó ra nó nồ người ta. Nó sủa người ta. Sủa thôi. À. Chưa cắn hả? Chưa cắn á. Chó mà hiểu, người ta hiểu. Xỉu. Trời ơi, bị yếu tim. Đó. Bị yếu tim. Đó. Sao rồi? Tôi mới đưa lên xe cấp cứu. Đưa cái này hửi cái là tỉnh liền. Không. Tôi mới nhét cái này nè. À. Vô trong cái miệng. Cố banh cái miệng ra để nhét vô cái miệng. Trời ơi, thì còn tỉnh lẻ nữa. Chưa tỉnh. Làm sao? Như nó đang chuyển động gì trong cơ thể á. Tôi mới hơi sợ. Phải có thời gian chứ. Tôi mới chạy vô trong bệnh viện. Dạ. Tôi hỏi bác sĩ nói cái chuyện gì? Chuyện gì mà lại đưa vô đây mà cái người bệnh á, sao cái chỗ này sao nó to quá? Dạ. Cái ta moi ra. Ta moi ra, ta banh ra, ta lấy ra. Cái ta cầm cái này nó. Thử coi chừng mất nghe, tao ăn cắp á. Ai? Ai có cục đá quý quá? Ai mình nhét cái cục đá này vô bệnh nhân? Chú làm, ai? Chú làm việc từ thiện mà, đó, chú nhận liền đi. Đó, nhận nói là tôi. Đó, cứu người, tôi cứu người. Cứu người. Đúng rồi. Tôi sợ người ta chết. Đúng. Mà tại vì mấy bác sĩ không có hiểu cái giá trị của cục đá này đâu. Nó thần kỳ lắm.
kêu công an lại bắt tôi. Cái gì? Cái gì kỳ vậy? Tự nhiên kêu công an bắt là sao mình cứu người mà? Là sao? Sao? Chú, ủa không hiểu. Anh gì vậy đó? Tôi rầm các người. Tôi nghĩ là rất là cô á. Hả? Cô nói là cục đá này là giá trị của nó và hả? Thần kỳ lắm. Đúng nghĩa rồi. Là nó huyền diệu lắm. Đúng rồi. Ai bệnh gì cũng trị hết. Đó. Đó. Mà nếu mình không xài đó, mình bán người ta, nghĩa là cái tiền lời nó vô giá. Đúng rồi, dạ. Mình nói nhiêu là ta nghe. Lời chắc luôn, lời nhiều hơn bất động sản luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ thấy vậy nghe. Dạ. Bây giờ tôi hết xài rồi. Ủa, giờ tôi bán lại cho mấy người. Không, tụi em làm gì có tiền không? Trời ơi. Nếu mà thật sự ra, nếu mà để lâu á, nó mới lời. Còn mới có ngày chú đúng bán lại là chắc phải lỗ 50% á. Đâu lỗ tới 80% lận. À 80% hả? Trừ hao mòn nãy giờ đập quá trời khi nó nứt. Ủa, ở trong. Cái này nhớ hình như là tiền của tôi phải không cả? Đúng rồi, đúng rồi. Không, tiền của mình, trước đây mới là của chú. Không, cái này á là hiện giờ là tiền của tụi con. Nó là từ chú mà nó về chú đưa qua con rồi. Dạ, cái này của chú nè. Dạ, cái này của chú. Không, thật sự là tôi thương tiền dữ lắm. Tiền nó ở trong tôi mà nó là huyết mạch của tôi mà là máu của tôi cũng vậy. Ờ, cho nên cho tôi ôm nó một cái rồi cho tôi đã cái coi. Trời ơi, tiếc nữa, đưa tiền mà tiếc nữa. Con hiểu mà, tâm lý thôi kệ cho chú cầm chú mượn một chút. Nhưng mà khoan nha, khoan, một bên giao tiền, một bên mình phải giữ cái này lại, hiểu không? Không, chứ lỡ tu. Không, con không có ý gì hết, nhưng mà con chỉ muốn giữ lại làm tin thôi. Lỡ mà có đó, bây giờ mình cho chú mượn cặp tiền đi. Cẩn thận quá vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Không, giá trị lớn mà. Chú chầm chừng 1 phút ha nha. 30 giây trả lại con nha. Chú nhẹ nhẹ coi chừng nó dập tiền. Tiền ơi, mày là huyết mạch của tao. Thương quá à. Tao xa bề tao buồn lắm Tiền ơi. Con cũng vậy đó. Không nỡ xa. Nhưng mà vì đây là thiên thạch. Đá vũ trụ. Đá vũ trụ. Nguy hiểm cho nên buộc lòng. Tao phải trao đổi giữa mày và cục đá. Đáng động quá. Tiền ơi. Tiền ơi. Chú, mới đầu cái này là của anh, nhưng mà khi anh mua cái cục này thì cái này là của bên đây. Đúng rồi. Cái bên anh thương tiền, anh mới mượn lại, nhưng mà của người ta anh trả cho người ta đi. Trả lại chú, con trả lại chú cục đá nè. Muốn tôi trả lại phải không? Dạ. Cái cục đá của chú lấy đi. Lường gạt tôi phải không? Mấy người lường gạt tôi phải không? Trời ơi, chú nói bậy. Đá này là đá gì? Đá vũ trụ. Vũ trụ hả? Dạ. Ai chứng nhận nó là đá vũ trụ? Trời ơi, hổm chú lấy có cái mộc tại chú xé ra rồi. Có cái mộc đóng vô đổ chét luôn. Mộc để sao? Có chữ cái gì? NASA Sài Gòn Cho Lon. Có mộc mà. Mộc đổ chét tại chú xé nha, chứ không phải con xé. NASA Sài Gòn Chợ Lớn. Đúng không? Mình cái gì? Muốn bán hàng gì? Hàng mua rồi mình trả lại. Đúng rồi. Được rồi, tôi hiểu cái điều đó. Nhưng bây giờ về cố chủ ha. Này nó trở về với cố chủ này. Và cái cục đá này trở về với cố chủ này. Ủa là gì kỳ vậy? Để buôn bán rồi mà sao vậy? Không được chú, không được chú. Được không? Không. Không phải không? Không. Thì lên công an. Được không? Dễ gì lừa gạt tôi được. Trời ơi là trời, cái gì kỳ vậy? Là sao? Mấy người mất tới cho mình tôi còn cái này. Tiền quý ông 20 triệu. Chị ba đi. Sao mà chị ba cái tiền này là cái tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Cái miệng nói của tôi. Nghe tôi nói quá trời quá. Cái gì vậy? Trời ơi. Đừng có dí theo. Bây giờ. Dương cam. Dương bưởi. Ao sen. Miếng đất. Bây giờ vô cục gạch. Trời ơi, vừa lắm. Tham thì tham. Hải Phương Nam, vui lắm à nghe. Trời ơi, sao mềm quá vậy? Không để đi về kiếm kem nào mà của dân mà tập tạ chứ. Tha vô cho chắc chứ. À, cái gì vậy?
Ủa, mày ở đây hả? Trời đất ơi, nãy giờ tao đi kiếm mày ha. Tao leo đèo, tao lội suối, tao té lên, té xuống luôn á, mày biết không? Ở đây làm gì có đèo mà leo. Nhưng mà trong trí tưởng tượng của tao. Trời đất ơi, rồi mày làm mày đeo gì vậy? Mày đeo gì vậy? Cái này hả? Ờ. Tao mới mót. Mót gì? Hồi tối hôm qua, tao coi phim cướp biển Caribe á. Tao thấy mấy người trọng ha. Họ đeo cái như vậy nè. Xong cái họ đi tới đâu ai cũng sợ họ đó. Vậy là bị nhiễm phim á hả? Ừ. Tao thấy vậy là ngầu á. Ngầu ông nội tao ngầu. Người ta sao đen, đeo mắt kiến đen đi. Mà đeo mắt kiến đen hôm bữa ông Tư ông chưa sợ mà đeo này ông sợ không? Tao nghĩ là ông sợ. Sợ hả? Ừ. Rồi mày cầm bịch gì vậy? À quên nữa. Đó, thấy không, làm tự phiền mình không? Tự làm cho phiền phức thì nọ thôi chứ không làm được gì hết. Tại lúc đầu chưa quen mày ơi. Đây nè. Nãy tao đi ngang chỗ trường tiểu học á. Ờ. Tao dầm giật mấy đứa nhỏ lắm. Tao mới kiếm được mớ này cho mày nè. Cái làm gì vậy? Tao đó cơ. Hình dáng. Hình xăm á hả? Ừ. Mày có khùng không mày đưa nó coi coi. Trời đất ơi là trời. Mày làm sao hồi đen hình xăm gì mà. Tao nói là bông hoa rồi Kitty rồi Doraemon rồi cái gì mà tùm lum vậy trơn vậy ông nội. Trời đất ơi, bạn ơi bạn, bạn không biết gì hết á. Xã hội đen đúng không? Người ta xăm, còn mình là cái này mình dán. Nhưng mà mình dán cái kiểu này á là mình dán dễ thương. Đó. Dán dễ thương chi vậy? Trời ơi, xã hội đen á tụi nó đi cướp đúng không? À. Cái người ta bị mất tiền, cái người ta ghét nó. Còn cái này biết sao không? Mình dán vô người ta thấy dễ thương, nhiều khi mình cướp chưa được nữa, tự nhiên cái người ta đưa tiền cho mình à. Thấy hay không? Ủa sao rốt cuộc mày kể gì giống xã hội đen mà giống xin ăn vậy mày? Đâu, tao thấy vậy là ngầu lắm á. Tao suy nghĩ dữ lắm á. Ờ, nhưng mà rốt cuộc là tự nhiên mình rồi bây giờ dán mấy hình này vô. Ừ. Là để làm giang hồ dễ thương. Đúng rồi. Là coi như là cướp không được, mà tao thấy dễ thương quá tao cho tiền. Đúng luôn. Được không ta? Tao thấy được, nghe tao đi. Biết sao không? Mày á, mày dán này vô ha, cái mày đeo mấy kiến đen, mày là xã hội đen. Còn tao có thủ sẵn rồi. Kéo này xuống. Xong. Thêm cái này nữa là cướp biển Caribe hoa hồng luôn. Trời đất ơi, mày dán cái này là thành sao đen hả? Ừ, trời ơi, tao cũng lựa dữ lắm á mày. Cái chỗ này á là tao mua trường mẫu giáo nè, còn cái đó tao mua trường tiểu học cho mày á. Bắt đầu tao thấy mày không phải là sao hôi đen bình thường rồi. Chứ gì? Mày trở thành là bóng sao hôi đen. Ê, quên nha. Nghĩ sao giang hồ của người ta là sao hồ đen, người ta phải dán mà. Cọp, beo, sư tử hay rồng rắn gì trên mày dán cái gì bông hồng là sao? Trời ơi bạn ơi, mấy cái đó quê lắm rồi. Đã tao nói mày á, mấy cái cọp beo đồ này kia đó, cái đó thường lắm. Tao thấy người ta ghét, mày dán cái này thử đi. Người ta thương, người ta biết cho tiền nhiều. Thôi, được rồi. Bây giờ là coi như là mình sẽ làm là xã hội đen dễ thương. Đúng rồi, xã hội đen dễ thương. Cướp không được là người ta sẽ cho. Đúng luôn. Rồi mày dán đi cho tao đi. Mày lấy con, để coi cái con Ê, Hello Kitty đi. À, lấy không, từ để nó coi. Hello Kitty nhiều lắm, nhiều ấy lắm. Được tao. Mày dán cái gì? Bông phải không? Bông, tao bông. Bông hả? Mày lấy cho tao cái con này nè, dễ thương nè. Cái con này là tao thấy là nó nhỏ nhỏ mà nó có vỏ, thì mày lấy con này cho tao đi. Con này phải không? Ừ. Mày xé ra mày dán cho tao liền. Rồi, để tao chơi liền. Chơi liền. Tên 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 tên. Ủa mày dán con này là con gì vậy? Con gà. Trời ơi. Thấy ghê chưa? Sao nãy tao nhớ cái con này đẹp lắm mày dán sao thành con gà kỳ vậy? Lỡ. Thôi được rồi. Coi như là bây giờ hiện tại là tao giống là đàn anh. Đúng rồi mày đàn mày em. Mày giống như là đàn em. Đúng luôn. Nha, hãy tao kêu lại ơi. Gì? Nói gì? Ai giống con Thấm vậy? Phải con Thấm không? Đâu để coi. À đúng rồi, Thấm. Hàng xóm quen. Chơi luôn. Thôi để dành. Dạng sự khởi đầu nan. Cái gì mà quen rồi là phải tập cướp luôn. Sao đen mà? Rồi chứ. Mày cứ nghe là tao rồi. Chết. Đứng em đi, để nó đi tới rồi mình làm việc. Chết. Nhớ là phải đưa hình xăm ra nha. Ừ, đúng rồi. À, Thấm hả? Mày làm cái gì vậy? Từ từ. Tao che rồi tao. Đừng ơi, từ từ. Đây, đứng về người ta mới sợ. Mày đứng sau lưng tao mày đàn em đâu mà. Rồi. Nhớ nha. Nhìn. À, hai thằng thú. Mày thấy chưa? Nè, khi mà nó phát hiện ra là mình đã biết mình thành công. Bây đúng. Giờ nó nhìn mà là nó biết là xã hội đen thú. Đúng luôn. À, sao bạn? Thú tiên, thú tèo. À. Thú. Tự nhiên chưa nắng đứng đây chi vậy? À, cướp. Cướp gì? Cướp nhẹ. Cướp nhẹ là sao không hiểu? Đây nè. Cái này mấy hình này ở nhà cháu tôi dán dễ thương lắm. Sao tôi bây già gần chết mà dán ba hình này chi vậy trời? Ây da. Mày,
tao nói rồi, cái hình này tao nhìn thấy quen lắm mà mày giờ nó nói con nít mình thấy mày để tao quay qua kênh nó, quay qua kênh nó nè. Hả? Tao nói cho mày biết nha. Vậy? Cháu của mày á là dán hình là dán khoan hình. Xí để tao lùng xuống lại để nó nhìn nó mỏi cổ tội nó. Sao vụ gì mà thôi chịu khó đi, tao đứng vậy tao mỏi chân lắm nè. Gì cháu? Ủa? Của mày á khoan xí, con mắt bị gì vậy? Kệ tao đi, tao thích vậy đó. Hôm qua nó còn thấy hai con. Tao nói mày kệ tao đi. Cháu của mày á. Sao? Đừng có đem so với tụi tao nha. Đây nè, tự giới thiệu mày biết, đây là anh hai, dân xã hội đen. Tí. Anh hai. Tao. Mày hơi bị lanh rồi đó nha. Mày hơi bị lanh rồi đó ha. Lanh gì? Bớt lanh lại nha. Ủa trong xóm này ông Tư ếch cha tao lanh nhất xóm, mà giờ tao con ổng tao phải lanh giống ổng chứ. Mày câm mồm lại cho tao nghe. Nhìn kỹ đi nha. Thú nè. Yên tâm, đây xã hội đen thú xin chào bạn. Đúng rồi. Cướp biển Caribe hình quả hồng xin chào bạn. Dạ bây giờ thì mày đi đâu về vậy? Đi bán gà. Dạ hả? Vậy thì hôm nay là coi như là dạng sự khởi đầu nè. Thì nói chung là mày hơi khó khăn khi gặp tao. Lần đầu tiên tụi tao cũng đi cướp, và bây giờ thì chắc chắn là tao sẽ phải lấy con gà này. Ừ, đúng rồi. Gì? Tự nhiên gà tao bán lấy gà tao? Cướp mà. Cướp hả? Ủa nói cướp là tao cho cướp hả? Nè. Bây giờ muốn lấy gà phải không? Lấy gà. Nè. Ủa sao dễ vậy? Mày? Đâu có, tao đã nói với mày cái gì nó cũng phải nè. Mày nhìn thấy cái tay tao có thêm giày là mày hiểu. Mày cầm rồi. Tao. Rồi ngon lành để tao. 100.000 á, nay tao bán ế còn. Rồi trả nó đi. À quên, là cướp. Mấy bữa con nó phải 150 đó. 100.000 mắc lắm. Thôi mà thôi kệ đi. Tao mày cũng đang thèm cháo gà. Tối nay có mồi nhậu. Mày lúc thèm lúc. Thôi chứ tao là tao thèm con gà chứ tao không thèm cháo. Tao hiểu mà. Nhưng mà nói thẳng với mày nghe là cái này là cũng hơi bị mắc á nha. Con gà này tính là mắc á. Mà thôi kệ, lần đầu tiên mà đi cướp rồi cũng phải có qua có lại. Đúng rồi. Mày đưa tiền cho nó đi. Thôi nếu mắc thì 80. Mày đưa tiền cho nó đi. Tao còn 20 à. Nãy mua mấy cái hình dáng này hết tiền luôn. 20 đưa đây đi, tao cho thiếu 60. Còn được rồi. Nói chung là vậy cũng tình cảm nè, mày đưa cho nó 20 cho nó. Rồi mai tao qua tao lấy 60 phải không? Rồi. Mùa đang cướp mà sao tự nhiên đưa tiền cho nó? Nó lỡ cất đây, lỡ cất đây. Tôi lỡ cất rồi, muốn thì lấy đi. Không, được rồi. Thôi coi như là bây giờ ngày đầu tiên đi cướp, nói chung là mình cũng phải có cái gì đó gọi là khuyến mãi đó. Thì lỡ là coi như bỏ 20 đó, còn mấy chục kia chắc lẽ là mình sẽ cướp luôn. Còn bây giờ là... cái này... Tao giả mặt mày, mày chỉ có cướp mày cười thôi các mày. Ủa tao thấy tụi bay cười vô tao cười theo chứ đâu là làm mày là, im đi. Là giờ tụi bay cười tao không cười. Mày nín lên. Rồi. Tao giả cho mặt mày liền, nói chung phải giỡn nhây nha mày. Mày nên nhớ, bây giờ là tao sẽ cướp mày trước. Đúng rồi. Cướp rồi. Thì cướp rồi. Và sau đó sẽ là sẽ làm nhục tao giống như trong phim. Lúc đó là tao sẽ áo tao sẽ bị bung ra như thế này rồi tao ngã xuống rồi thôi, tụi bay sẽ tha hồ làm nhục ngã tao. Thăm rồi thăm tao lại mày luôn đó. Thăm mày lo nó ra ngoài chợ làm nhục gì cái tội nó xấu banh nhà lòng chợ mà còn ảo tưởng. Mày hiểu ý tao lại mày luôn. Tao coi trong phim là vậy mà. Thôi khỏi, đứng lên đi mắt, đứng lên. Không có mức làm nhục luôn. Bây giờ hả? Là cướp con gà xong. Ha. Mày có thể đi thông báo với lại cái xóm này là từ nay ở tại đây sẽ có một băng nhóm giang hồ dễ thương, xã hội đen dễ thương sẽ cướp ở tại vùng này. Xã hội đen dễ thương hả? Đúng rồi. Ăn cướp dễ thương. Đúng rồi. Đi ngang qua đây thì phải cái gì? Đi ngang qua đây á là mày phải nộp tiền. Nếu mà mày không nộp tiền á là mày phải nộp hiện vật ở trên người mày, chẳng hạn như con gà này nè. Ví dụ. Nếu như tao không có tiền và hiện vật, tụi bay sẽ tiếp tục làm nhục tao. Sao mà nó cứ vậy hoài mày. Thôi làm ơn đứng lên giùm con cái má. Nè mày phải nói nó rõ ràng. Trời ơi, ngày nào mà nó cũng đem gà ăn lòi bản họng sao mày ngu vậy? Thí dụ bữa nay là gà, ngày mai nó đem vịt hay là mấy mốt nó đem cái gì tới khác chứ không thể nhiên nó ăn bán gà mà chết sao? Đúng rồi. Rồi bây giờ những gì nói mày cũng hiểu rồi phải không? Hiểu rồi. Thì từ nay là cái xã hội đen dễ thương sẽ trấn giữ khu vực này. Đi qua là sẽ bị cướp vậy thôi. Đơn giản vậy. Ok. Rồi, coi như bây giờ là tao đã đưa mày 20 rồi, có khuyến mãi rồi, thôi bây giờ làm ơn đi về giùm đi. Đúng rồi. Nha. Là coi như mất 60. Mất rồi, mất trắng rồi. Thôi lâu rồi tao cũng chưa cúng cơ hồn. Coi như là hôm nay tao thí tụi bay con gà đó, ăn đi. Thí. Hoài mày. Gì? Thấy vậy chứ thằng Thắm nó sống tình cảm quá ha. Tình cảm gì? Nó thí cho mình con gà đó, nó tình cảm ghê chưa? Thí bà nội mày thí. Ăn cướp thí cái gì? Với cái ngày mà đầu tiên mà mình ra quân như thế này mà mình đã cướp được một cái con gà như thế này, đây là chiến lợi phẩm của mình. Chút xíu mình kéo qua bên chỗ ông Tư mình nhậu. Đúng rồi. Và bắt đầu kể từ đây mình đã trở thành
cướp siêu dễ thương. Sao hồi tớ đêm nay đi đâu? Tớ nói rằng tớ đi giăng câu. Tớ đi giăng câu trên xiết xuồng câu. Không có cây cầu cây chấm nào cây cầu. Thằng mất dạy nào vậy? Hả thằng mất dạy nào vậy? Ê hai thằng mất dạy, tao đang hát để mà tao vụ cá rồi tao câu thì tự nhiên tao bay chọi đồ xuống cho cá nó chạy hết chân lấy gì câu. Sao? Là hát cho cá lên hả? Đúng vậy. Tôi nghĩ là ông mà hát là cá nó ngủ luôn, nó khỏi lên luôn á. Đúng rồi. Hát dở quá mà hát cái gì, thấy không? Nhưng mà tao hỏi tụi bay nè, hai bay là ai? Trời đất ơi. Trời. Thấy đeo mặt kiến đen không? Thấy. Thấy mặc áo đen không? Thấy. Xã hội đen. Trời ơi. Trời ơi, hù mấy đứa con nít rồi. Nè, coi phim nhiều lắm nghe. À. Biết xã hội đen người ta hình thức người ta làm sao nghe. Sao? Nghe là bộ nguyên bộ đồ vest đen nè, à, rồi đeo kiến đen. Đó đeo kiến đen là mới có phân nửa thôi. Mới có giống một chút xíu thôi, còn đi áo đen giống chút xíu thôi. Vậy à. Mà xã hội đen cái gì? À. Mà tao bay tới đây làm gì? Nói chung là xã hội đen là tới đây là để nè, gì? Giới thiệu cho bay biết nha. À. Biết tao ai không? Biết. Nói nghe cái là hết hồn luôn nha. Sao? Từ đây trở về sau gặp ta phải gọi là Tư Cô Đơn là tao. Thấy không? Hiểu là cười là phải rồi. Hiểu là nể là cười là phải rồi. Tư cô đơn là sống một mình đấy. Thì đó. Ờ đó vậy đó. Là từ hồi trẻ đến già sống cô đơn luôn. Đó vậy đó. À, chắc sợ quá à. Sợ lắm. Mà mày sợ gì à? Em sợ em quên ông chết. Không, mày đừng có nói bậy bạ, tao sợ cô đơn giống ổng. Ê nó nghe nè, Nghe nói. Bây giờ là cái tư cô đơn hay gì á mình không quan tâm ha. Tại sao? Mình chỉ biết là bây giờ là ở khu vực này bắt đầu là sẽ có một băng nhóm xã hội đen nha. Đây là băng nhóm xã hội đen của mình. Đúng luôn. Thì nói chung là ở cái khu vực này là mà bây giờ là có chuyện gì là phải thông qua cái nhóm xã hội đen này hết. Là sao? Đây nè, anh để em nói cho. Mày qua mày nói đi giờ cho rõ chứ để ông này nói ông không biết gì hết. Anh để em. Ừ. Giới thiệu cho ông biết. Kể từ ngày hôm nay. Ừ. Đây á là anh hai. Ừ. Cho nên á bản thân ông cũng phải gọi là anh hai. Còn tôi á là thứ ba, cho nên ông cũng phải gọi tôi là thứ ba. Còn bản thân ông á là thứ tư, cho nên ông chỉ là em Út thôi, nghe chưa? Mày uống thuốc chưa? Mày trước khi ra đường mày uống thuốc chưa? Mày có uống nhầm thuốc không? Mày thấy là tao tuổi đáng cha chú tụi bay tự nhiên mắc mớ phải kêu thằng nhóc này là anh hai rồi mày là anh ba. Ê nhóc gì nè, không có nhóc gì ở đây trơn nha, nói chuyện cho đàng hoàng à nha. Ừ. Không có nhóc gì à, người ta là xã hội đen thì ở đây kêu tôi là anh hai. Đúng luôn. Anh hai tí. Dạ đúng rồi. Đúng không? Anh hai tí. Đây ba tèo. À. À tư cô đơn. À tư là phải nhỏ hơn. Đúng rồi. Đúng nè nè nè, nói nghe cái nè, nhưng mà rõ ràng ta không có trong nhóm tụi bay. Trời mới gì vậy? Trời ơi, làm gì có cửa mà vô nhóm tôi trời. Có cửa nữa hả? Chứ sao? Vô nhóm mới có đây. Cửa nè. Cái nhóm tôi không thể nào mà kết nạp những cái người nào mà ăn thiếu rồi ăn chịu rồi ghi sổ của quán bà Sáu. Hay là nói đơn giản là tại là sao là cô đơn là tại vì sao mấy chục năm cua tán gái mà đúng, không được. Đúng, à, là vậy hiểu không? Nè, chứ không có gì đang nói hết. Cái này hơi quê nha. Hơi quê nha, tôi ăn thiếu là chuyện của tôi nha. Ừ. Còn mấy đứa tụi bay ăn cái gì? Ăn vợt. Ừ, ăn vợt mà cũng khoe nó, người ta có chuyện đàng hoàng tới làm tự nhiên làm xã hội đen rồi đi ăn vợt nữa chứ gì vậy? Ờ mà thôi kệ tụi tôi đi. Đại khái á là từ bây giờ tụi tôi nắm quản lý ở khu vực này ha. À. Cho nên bản thân ông á phải biết điều, biết điều sao? Cho đàng hoàng đi, gặp tụi tôi là phải chào. Rồi thí dụ như có cái nào ngon á phải đưa tụi tôi ăn trước. Không, đúng không? Mày kính lão đắc thọ, hiểu không? À, dạ. Có cái gì á mà ngon hay gì nọ đó rồi ông đưa tụi tôi ăn trước đi, ông ăn sau. Đó, vậy đó. À, đó đúng rồi, vậy đó. Hiểu không? Tại ông kêu bằng anh hai, kêu này bằng anh ba. Đúng hồi nào, hồi nào, tự nhiên kêu anh hai hồi nào? Kêu anh hai anh ba hồi nào? Ừ, đâu có đâu. Ê, khứa ấy hình như không sợ mình á. Rồi. Mày qua mày làm việc đi. Chưa có đáng sợ lắm, bây giờ phải làm gì cho nó sợ đi. À, rồi. Nó sợ để đi. Em, bây giờ mà chưa em. Sợ, tao chưa sợ đâu. Lấy hàng nóng. Rồi. Cái gì mà nóng đó, Ừ. Rồi, ông thích hàng nóng đúng không? Nó tạo dáng này kìa. Để đó tôi. Ghê quá. Hàng nóng đâu. Ủa, bắt chước Lý Tiểu Long nữa kìa. Có giấu không? Mất tiêu rồi. Giấu tay ông nội mày hả? Sáng tao mang theo cái. Sao? Gì? Cái dao chặt dừa của má tao, tao để quên ở nhà rồi. À có nghĩa là không có đồ chơi đúng không? Không có hàng nóng đúng không? Coi như không có hàng nóng, mập. Không có hàng nóng đúng không? Đây, khỏi lo. Sao? À cha. Chết ông rồi. Sợ quá. Sợ. Bằng à. Cái này cây son mà bắn gì? Cây giấy.
có gì đâu kỳ, không có gì kỳ hết, tao lên lộn, hiểu không? Sao là vậy? cái cây súng mà hộp quẹt đó. Ừ, tao lấy ra để sáng trên bàn rồi tự nhiên ai mà chơi. Nói tóm lại là bây giờ là không có hàng nóng đúng không? Chờ tạm thời quên thôi. Chờ chút. Thôi, giờ này ăn uống gì? Chờ chút, không có ăn uống gì hết rồi nè. Cái này nè, đó, đây nè, nè, cầm. Cầm cái này. Cầm cái này xử tao. Hả? Xử tao nè. Xử sao? Xử tao có nghĩa là bây giờ chém nó, chém. Chém. Đồ thiệt đó. Chém mới hằng ngày đó, chém mới gọi là xã hội đen. Thôi, nó nghe nè. Tại vì biết sao mà tôi quen dùng súng rồi, mấy ba cái này tôi không... À, không dám hả? Ờ. Không dám thì về tới tao. Làm gì? Về cái này trẻ hay bấy đó. Ê, không giỡn nha, không giỡn nha. Nè, khoan. Ê. Tôi không giỡn nha. Đây. Trời ơi, sao đem xuống nhục dữ vậy? Đứng đây tôi chém mày bây giờ đó. Giọt lẻ. Chưa biết tao hả? Mày đi qua đây đi. À, chú. Con gửi nè, đây lại làm kỷ niệm. Chị... đây chú đừng có chĩa này vô đây. Chú nghe câu gì chưa? Câu gì? Anh cha sao đen trả thù 2 tháng chưa muộn đi. Lao chú nói sao đen là trả thù 10 năm chưa muộn, sao đen trả thù 2 tháng xàm xí đu. Sao đen gì nhát nhà thỏ đế, đừng giỡn mặt với tao hả? Tao lao. Sao phải làm gì mày? Mày có đi chảy máu chưa? Chảy rồi. Hai thằng khùng, bớ người ta hai thằng khùng. Đủ rồi, không chảy mất tiêu rồi. Ta chà đầu quá. Mày coi bà cô có chảy máu vậy? Không có chảy máu mà sưng xíu à? Ôi cha, trời ơi, mày thấy chưa? Làm xã hội đen cái gì mình phải có chiêu trò chút xíu, thấy không? Đúng rồi. Bước đầu là mình chiếm được cái chỗ câu cá của ông Tư là thấy ngon rồi. Đó. Còn mọi chuyện khác mình tính sao? Nhưng mà chiếm được chứ thấy mệt quá. Với lại á, hình như hai anh em mình còn thiếu một chút gì đó để anh chả sợ hay sao? Thấy ông chưa có sợ mình lắm. Mày nói đúng. Tao mày thị uy vậy mà ông còn thấy được muốn ăn thịt mình luôn. Ừ. Mình cần phải có cái gì đó đặc biệt hơn nữa cho ra cái chất xã hội đen. Đúng rồi. Chủ quán cho 2 chai xì tin dâu. Mày khùng hả mày? Mày bị khùng hả? Chứ gì? Trời đất ơi, sao đen đi uống xì tin dâu ông nội? Chứ uống gì? Uống cái gì mà cho nó đen đen, thí dụ à, cà phê đen. Ê, cà phê đen đắng lắm. Mày uống đường phải không? Ừ, nhiều đường. À, cho một ly cà phê có đường, một ly cà phê không đường. Ê, mình là giang hồ dễ thương mà ăn nói gì đâu không có chủ ngữ vị ngữ gì hết vậy. Giang hồ dễ thương hả? Ừ. À, dạ làm ơn cho hai xã hội đen một ly cà phê có đường, ly cà phê không đường. Đúng rồi. Vừa lòng mày chưa? Vậy đi. Đã có liền. Dạ cái này là không đường. Không đường là ai uống ạ? À? À không đường bên này. Bên này. Ủa? Dạ, bên này là có đường. Người quen. Người quen. À quen. Dạ. Tư hả? Dạ. Ờ sao, ủa sao nay em qua đây vậy Tư? À dạ, tại vì anh hai với anh ba là chiếm cái chỗ em câu cá rồi, nhưng bây giờ em thất nghiệp, không có việc làm nữa cho nên qua đây phụ kiếm sống qua ngày vậy đó anh hai. À ba. Vậy hả? Dạ. Ồ, thôi thì bây giờ ráng cố gắng bên này làm lụng kiếm tiền này nọ nha. Dạ. Với lại giờ là vô làm cho 2 tô mì gói với 2 cái trứng. Dạ, 2 tô mì gói, 2 trứng. Dạ, anh cũng bị có bỏ thêm gì không ạ? Thôi vậy được rồi. Vậy được rồi hả? Không có ăn ớt hả? Dạ không luôn. Khỏi bỏ thêm gì hết. Khỏi bỏ. Rồi cho 2 tô mì trứng đặc biệt luôn nha. Rồi. Bàn số 1 luôn nha. Có liền. Dạ mời hai anh uống cà phê ạ. Cái này không đường đúng không? Ngọt nè. Dạ. Mì của anh hai anh ba. Dạ chúc hai anh ngon miệng. Ủa? Thấm gà. Thấm gà. Ủa sao mày ra đây mày ra đây làm gì? Phục vụ. Ủa sao hai cha con ra đây luôn hả? Chơi gì nữa? Ê bậy. Mày làm vậy đâu được. Hả? Mày tự nhiên cái mày không đi bán gà. Rồi mày không đi bán gà là tao lấy đâu rồi tao chặn đường. Rồi tao không chặn đường được rồi sao tao có tiền tao xài. Đúng rồi. Gà đâu tao ăn. Tại vì hai anh đã chấn lột hết vốn của em rồi cho nên em không còn tiền mua gà bán nữa. Buộc lòng phải ra đây phục vụ để có tiền mua gà bán để cho hai anh chấn lột chứ. Anh hai gì? Thấy ghê chưa? Sao? Anh em mình á có tiếng tăm ở đây rồi. À,
Nói chung là mình triệt được sống của người ta thì cũng không được làm ăn dài lâu đâu. Đúng rồi, đúng thôi rồi. Thì hôm nào cứ đi bán là đi, tôi cho thí dụ như tuần thì chắc lộ chừng ngày thôi. Dạ dạ, cảm ơn anh. Còn, dạ cảm ơn. Tư thì cứ câu cá đi. Dạ, tuần dạ. là ủa mày coi ông bị ghẻ. Cái này là thiệt. Cái này là xịn nè. Trời ơi. Cái này là xịn. Con cọp. Cái này là xịn nè. Đúng rồi. Chứ không phải là con mèo với lại bông hồng đâu. Không. Nga, không, nga, không, nga. Ông đang giả bộ á, ông giả bộ. À, giả bộ á. Đây là hình xăm thiệt. Nhưng mà hai cha con người nhắm chơi lại hai anh em tụi tôi đúng không? Rồi. Đây giới thiệu cho hai đứa biết luôn là cha của tao có cái tật thèm ăn con gì là xăm con đó. Yes. Cha tao rất thèm ăn con cọp nên xăm con cọp. Đó. Con cọp mà ba tao còn ăn thì huống gì hai tụi bay. À, vậy là tao hôm bữa tao nói tao thèm gà là cái mình chặn đường là lấy thu gà hả? Xin lỗi nha, không những ba tao xăm mà tao cũng xăm luôn. À, mày xăm gì? Tao xăm chân mày với xăm môi. Trời đất ơi, thật gớm. Cũng là xăm. Đúng. Tao thiệt nhiều khi á, tao nói thiệt nhiều khi mày nói thấm gà nhìn nó đàng hoàng dễ thương. Mày nói đó. Ừ. À, nó biết điều rồi nó biết gì. Con nó khùng thì bà luôn biết điều gì. Nè, nó thẳng ra giờ hai cho con ông á, bây giờ muốn sao, muốn lật kèo hả? Có qua được bên này hay không? Muốn phải không? Muốn qua được phải không? À, nghe nè. Sao? Biển sông rát rào. Làm sao quên những tháng năm đẹp biết bao. Biết bao. Và nơi đó. Có biết bao người. Người. Đời liệt quanh với bao dinh nhục thăng trầm. Lòng bán. Rồi nên mệt rồi à. Ủa này, gì? Mình vô đây uống cà phê ăn sáng. Chứ đâu phải vô đây nghe hát hồ quảng đâu. Mày cứ ngồi đó cho tao đi. Ngồi đó. Mày ngồi đây. Sợ không rồi, có gì phải sợ hết trơn á. Đúng này. Rồi. Bây giờ mì cũng kêu ra rồi. Ăn đi. Để không hơi một chút xíu là chết là không còn có cơ hội ăn đó. Cái gì? Trời hồ. Biển sông. Rát rào. Làm sao quên. Thôi được rồi, thôi mệt quá. Nghe. Nè. Bây giờ tôi hỏi thiệt là hai người làm vậy để làm gì? Để tôi sợ hả? Rồi sao? Sao làm sao? Bây giờ không sợ rồi sao? Không sợ. Muốn cái gì? Muốn gì? Biển sông. Hoài hoài luôn. Làm sao quên những tháng năm đẹp. Nó nghe nè. À, ở đây mình chỉ ăn mì gói thôi, không ăn hủ tiếu ngọ. Gì vậy? Ây cha. Cây cô hả? Cây cô mình hay. Xin lỗi. Ủa làm gì cột này chi vậy? Tập võ. Luyện trưởng nguyên một đêm. Ủa cái tay này gì vậy? Ê, ở xóm này cho biết nha, chị Đại là tao chứ không phải tụi bay ha. Dạ. Thủy mũi chưa sạch mày đặt coi ba cái phim xã hội, giờ tính làm anh hai anh ba hả? Giờ muốn gì? Trời ơi, thấy ghê không? Vậy mà ông nói hai đứa này ghê gớm lắm, làm tôi luyện võ cả đêm nào giờ chưa quýnh ai. Thôi mà. Lỡ rồi đánh luôn đi. Quỳ xuống xin lỗi đi. Bánh này thằng nào cũng được hết. Thằng mặt bánh trước đi. Xin lỗi đi. Vụ gì vậy? Dân râu cho ai vậy? Dạ, dân râu để tự phạt. Dạ. Tụi con biết sai rồi. Dạ. Đây. Dạ, cho. Dạ. Ôi cha, nhột. Từ đây về sau bỏ cái thói côn đồ ăn hiếp bà con hàng xóm nha. Nhà mày. Dạ. Con hứa với lại Sáu, với Từ, với lại Thấm, từ nay tụi con sẽ là những thanh niên siêu dễ thương. Này mới dễ thương nè. Hả? Không.